Người ta nói rằng trên đời này động vào ai thì cũng có thể động, nhưng tuyệt đối không được động vào lão già này, bởi vì ông ta là một người không hề dễ chọc. Kẻ khác phang một phát vào đầu thì ông ta tự phang lại 10 phát cho kinh. Không những dùng chai mà ông ta còn dùng gạch, thằng nào thách thức là ông sẽ chẳng tha. Thì ra ông ta từng luyện thiết đầu công từ khi còn chưa biết đi, giang hồ nể phục gọi ông là đầu sắt, nhưng một người luyện võ như lão ta lại chẳng phải anh hùng mà là anh thơ nụ. Con nợ cứng đầu nhất họ mà nhìn thấy ông ta thì cũng phải khóc thét xin tha và nôn tiền ra ngay lập tức. Đáng sợ là thế, nhưng có một tên trùm chó ghẻ lại cả gan dám động vào, cả gan bắt cóc thằng cháu của ông mà không xin phép. Vậy ông già đó là ai? Hành trình tiêu diệt băng đảng xã hội đen kia thế nào? Thì mời các bạn đón xem một siêu phẩm võ thuật hài hước vang danh thiên hạ mang tên Thiết Công Đòi Nợ nha. Ở Tàu Khựa có một võ quán vô cùng nổi tiếng, đến vua Càn Long cũng phải trao tặng cho 8 chữ vàng. Sở dĩ nổi tiếng đến thế bởi vì các môn đệ ở nơi đây đều được sư phụ truyền cho những loại võ công có phần quái đản nhưng lại cực kỳ lợi hại. Đại đệ tử là đầu sắt khổ luyện thiết đầu công, nhị sư muội là cô tập sư tử hống, còn lại em út là Doãn Chí Bình thì luyện tuyệt kỹ thiết hàng công mình đồng họa mi bê tông. Tuy nhiên vào một ngày nọ, sư phụ tóc bạc vì truy bắt lũ côn đồ nên đã vô tình ăn kẹo đồng của cảnh sát. Trước lúc cất bước ra đi theo tiếng gọi của Diêm Vương, ông không quên căn dặn các đệ tử của mình phải chăm chỉ luyện võ tới cuối đời và ghi nhớ 8 chữ vàng mà nhà vua ban cho: hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp muôn dân. Bên cạnh đó, ngôi vị trưởng môn được truyền lại cho cậu con trai còn đang đóng bỉm của ông. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. 50 năm sau, ba đại đệ tử của võ quán năm nào nay đầu đã hai thứ tóc và bước vào tuổi U70. Xã hội thì ngày càng phát triển, khi dùng ông ra đời thì nắm đấm có mạnh đến mấy thì cũng chỉ là muỗi mà thôi. Vậy nên bao cao thủ năm xưa nay cũng chẳng còn đất dụng võ. Mặc dù mỗi người một cuộc sống khác nhau, nhưng tân trưởng môn vẫn luôn duy trì cho họ luyện công mỗi sáng. Em út Doãn Chí Bình do luyện tuyệt kỹ quá tay nên chú họa mi đã không còn hot. Vậy nên đến giờ ông ấy vẫn độc toàn thân chẳng lấy được ai. Bên cạnh đó, nhị sư muội cô sắp xuống lỗ cũng cùng chịu chung số phận chưa một củ khoai nào vắt vai. Duy chỉ có đại sư huynh đầu sắt là đã lập gia đình và có một cô con gái. Nghĩ đến sư phụ tóc bạc năm xưa bị cảnh sát bắn chết toi, ông cay cú liền gả bình rượu mơ của mình cho một anh chàng cảnh sát để bỏ tức. Vợ thì đã mất, con gái thì đi lấy chồng, đầu sắt chỉ còn biết làm bạn với ma men và một lòng tôn thờ huyền thoại Lý Tiểu Long làm thần tượng trong căn phòng chật hẹp. Vào một ngày nọ, vì khoản tiền nợ để tổ chức đám cưới cho con gái 10 năm trước còn chưa trả được nên công ty đã đến tận cửa đòi nhà. Từ cái tivi đen trắng cho đến chiếc tủ lạnh mini, gì cái gì chúng cũng lấy. Bỗng dưng một chiếc hộp rơi xuống làm lộ ra tấm huy chương vàng thiết đầu vô địch của ông trong thế vận hội ở Hương Cảng năm xưa. Tên giám đốc nhìn thấy thì cười như bố đẻ em bé rồi chế giễu rằng: "Để tôi mang về treo nhà vệ sinh cho dễ ẻ được không?" Đầu sắt tức giận liền cho hắn một phát vỡ nát quả kính 30 cành mua ở chợ Đồng Xuân, khiến thằng nào thằng nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Không ai ngờ rằng một cao thủ đầu mưng mủ từng oanh liệt một thời nay sắp xuống mồ cũng chẳng có một xu để mua quan tài. Ông nói rằng Lý Tiểu Long có ở thời này thì cũng chỉ đi ăn mày mà thôi. Vừa dứt lời, đầu sắt liền vác bị gia nhập tập đoàn Cái Bang. Anh béo quét rác cho vài cái chai thì ông lắc đầu chê ít. Mấy huynh đệ đồng môn thấy đại sư huynh ra nông nỗi này thì chẳng thèm động viên mà còn cười lớn. Thiết đầu tức giận dầm một nhát nát hết cả chiếc bàn rồi lớn tiếng nói rằng: 30 chưa phải là Tết, các người chống mắt lên mà xem tôi sẽ làm giàu như thế nào. Sĩ mồm thì nói vậy chứ ông cũng chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo để sống qua ngày, chứ đừng nói tới chuyện trở thành đại gia. Nhặt ve chai sái cả quay tay nhưng cũng chẳng đủ mua một gói mì. Cô con gái thấy bố uống nước lã cầm hơi thì vô cùng đau xót, có ý bảo ông bán căn nhà này rồi về ở với hai vợ chồng. Tuy nhiên đầu sắt bao năm qua đã tự lực cánh sinh thì nay sắp đi Tây Thiên thỉnh kinh, sao có thể phụ thuộc vào con cái. Ông nhất quyết không chịu bán căn nhà nên tức giận đuổi hai mẹ con rời đi. Nghe vợ báo tin, ngày hôm sau anh con dê là cảnh sát liền tìm tới, có lòng tốt muốn ngỏ ý đưa cho ông ít tiền tiêu vặt, nhưng đầu sắt thà đáp chiếu cũng không chịu nhận nên lập tức đuổi đi. Tiếp tục hành trình nhặt ve chai, đầu sắt vô tình thấy mấy thằng đòi nợ thuê đang chia nhau tiền thưởng. Những tờ tiền đỏ rực khiến ông chảy hết cả nước dãi và chỉ biết ước mà thôi. Ý tưởng lớn lóe lên, lập tức đầu sắt tìm đến công ty đó ứng tuyển. "Đại ca, xin hãy nhận tôi làm thơ nụ." Tên cầm đầu nhìn thấy một ông lão U70 muốn làm đòi nợ thuê thì bật cười và nói: "Ông già, ông xem tóc quá nhiều rồi, cút cút cút." Đầu sắt không phục: "Tôi là cao thủ võ lâm, lẽ nào không đòi được nợ? Chán sống rồi hả? Luyện thiết đầu công gian khổ thế nào ông còn chẳng bỏ cuộc thì sao chuyện này có thể làm ông chùn bước?" Ngày hôm sau, đầu sắt đưa thằng cháu đi xong của mình đi học, ông vô tình trông thấy mấy thằng đàn em của công ty đòi nợ thuê đang bó tay chấm com không đòi được tiền của gã đi ô tô. Biết rằng thời cơ đã đến, đầu sắt nhắm thẳng đầu xe rồi lao vào như con phiêu thân đòi tự sát. Con nợ sợ vai đái ra quần lập tức lao xuống xem sao. Lúc này đầu sắt nói rằng: "Này chàng trai, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cái đầu bò. Tôi ghét nhất hạng người nợ tiền mà không trả. Nếu cậu nôn tiền ra cho mấy thanh niên hoi này thì cái chân gãy của tôi cứ để tự tôi xử lý. Còn không, cậu phải chăm tôi tới lúc đắp mộ cuộc tình." Con nợ không còn cách nào khác đành móc tiền ra trả không thiếu một xu. Tên trùm Toto cũng kinh ngạc vì điều này. Hắn nói: "Ông muốn hợp tác với tôi sao?" Đầu sắt hiên ngang đáp: "Tôi luyện võ 70 năm qua cũng chỉ chờ ngày này. Hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp muôn dân. Có nợ thì phải trả là lẽ đương nhiên ở đời." Nghe có vẻ rất ra gì và này nọ. Chính vì thế, thằng trùm Toto đã lập tức đưa cho ông một tờ giấy nợ khác và nói: "Nếu ông có thể đòi được món nợ này thì tôi sẽ nhận ông vào công ty. Hơn nữa, ông sẽ được 5% tiền hoa hồng. Tôi chắc chắn sẽ đòi bằng được. Chưa biết có thơ nụ được nợ hay không, nhưng khi
thế hùng hồn của Thiết Đầu còn khiến một thanh niên tên là A Báo vô cùng nể phục. Tuy nhiên, ông không biết rằng con nợ mà mình sắp phải đối mặt là một kẻ vô cùng chảy bừa, nhà xị xe sang nuôi chó dữ nhưng lại không chịu trả tiền. Lập tức xông đến, Thiết Đầu lời ngon tiếng ngọt, có tiền phải liền trả nợ thì con chó nó cũng phải nể mặt anh. Hắn ta hỏi một câu, mày biết bố mày là ai không? Thiết Đầu hỏi lại, thế bố mày có biết tao là ai không? Hắn cạn lời không thèm chấp rồi lập tức vào trong đánh chiến với bạn bè. Không bỏ cuộc, Thiết Đầu lập tức vào trong, trước mặt bạn bè của thằng này, ông nói rằng trả tiền đi rồi ăn cơm nuốt mới không bị nghẹn, mày không thấy nhục mặt với mọi người sao? Ấy vậy mà hắn ta chẳng quan tâm, còn gọi nhân viên ra đuổi cổ Thiết Đầu ra ngoài. Ông liền gọi một đĩa cơm nguội rồi giả vờ chê cơm không nóng nên liền nhổ bậy khắp nơi. Tên nhà giàu không chịu được nữa thì nói rằng không thích ăn cơm hàng mà lại thích ăn cơm cúng thì để tao giúp mày một tay. Nói xong hắn cầm chai bia phang thẳng đồng của ông lão. Thiết Đầu không những không sao mà còn nhanh trí, mày đập tao một thì tao tự đập tao 10. Ôi rồi ôi, cái thằng này nó giết tôi làng nước ơi. Một người bạn của hắn nói, tao năm nay đã 30 tuổi mà chưa gặp cái trường hợp 70 tuổi này bao giờ. Tên nhà giàu vô liêm sỉ gặp phải người chán sống cũng đành bó chân phải trả tiền rồi rời đi. Mấy em phục vụ nhanh chóng chạy đến xem Thiết Đầu có bị làm sao hay không. Ai ngờ ông lão mặt mày hồng hào tinh thần sảng khoái nói rằng cho một suất cơm rang dưa bò kèm 20 quả trứng trần ra đây. Hoàn thành nhiệm vụ và nhận được tiền thưởng. Không những thế, Thiết Đầu còn chính thức trúng tuyển vào công ty và được tên trùng Toto giao cho rất nhiều đơn hàng đòi nợ khác. Ấy vậy mà một thằng đại ca trong bang hội tên là cháu ghẻ lại ghen ăn tức ẻ với một ông già nên kích bác rằng, ông chủ, lão già này chỉ ăn may mà thôi, sao nhiều con nợ như thế hắn sẽ làm hỏng việc của chúng ta. Toto biết cháu ghẻ là thằng ba hoa chích chòe bất tài vô dụng nên liền bắt hắn ta đưa nốt tờ giấy nợ còn lại khó nhai nhất cho Thiết Đầu. Điều này khiến hắn vô cùng cay cú nhưng chẳng làm gì được. Thấy khí chất ngời ngời của ông, thanh niên A Báo liền chạy theo đòi bài sư tầm đạo học Thiết Đầu công. Tuy nhiên ông bảo, cậu biết tôi luyện bao nhiêu năm rồi không? Nói xong ông lập tức rời đi. Quả nhiên ngay sau đó, Thiết Đầu trở thành khắc tinh của những con nợ của thế kỷ. Các người mà không trả tiền thì tôi sẽ chết ở đây cho mà xem. Với bộ môn tuyệt đỉnh ăn vạo của mình, chỉ cần Thiết Đầu ra tay thì con nợ có nhây đến nỗi nào cũng đòi lại được. Kể từ đó, địa vị trong công ty của ông cũng ngày càng cao lên, đơn hàng cũng nhiều đếm không xuể nên ông đã kiếm được rất nhiều tiền. Không thèm uống nữ nhi hồng mà ông mua hẳn rượu tây, tivi tủ lạnh, nồi cơm đầu dàn cũng đều đủ cả, khiến cuộc sống vô cùng thoải mái. Những thứ mọi chuyện cứ thế êm xuôi cho đến khi Thiết Đầu thơ nụ một con nợ cứng đầu nhất mà thằng đại ca chó ghẻ cũng phải bó tay. Sau màn ăn vạ thượng thừa ở công ty của Thiết Đầu, anh chàng Hạo Nam cũng phải nôn ra 6 vạn trên tổng số 36 vạn tệ, còn lại 30 vạn thì ông nói rằng tôi đã viết giấy nợ và sẽ đòi lại hắn sau. Tuy nhiên điều này đã vi phạm quy tắc cho vay của công ty và số tiền còn lại sẽ mất trắng. Chó ghẻ nhân cơ hội này chửi mắng ông là lão già vô dụng, về bảo con gái chụp ảnh thờ cho sẵn lên đi là vừa. Ở cái tuổi sắp phải ngửi mùi đất mẹ còn bị một thằng trẻ danh sỉ nhục, Thiết Đầu không chịu được liền nói rằng nếu năm ngày tới tao không đòi được số tiền còn lại thì sẽ bán nhà để đền bọn mày. Nghe lão nói vậy thì tên trùng Toto lập tức đồng ý. Chó ghẻ thì đắc chí nói rằng năm ngày tới tôi sẽ học Thiết Đầu công để chờ ông chịu chết. Đầu sắt tức giận rời đi. Thanh niên A Bảo thấy vậy nói rằng đại ca, anh học Thiết Đầu công thì tôi là đại sư huynh đó nha. Ngay lập tức Thiết Đầu mưu sâu kế bẩn do hỏi thông tin rồi hành động. Hắn cho đàn em tới cán trộm Thiết Đầu, dần cho ông một trận thừa sống thiếu chết lê lết ở dọc đường. Sau đó ngang nhiên móc tờ giấy nợ 30 vạn tệ rồi xé nát như tương bần cho Thiết Đầu không đòi được nợ. Lết cơ thể với chi chít vết thương dày như mạng nhện về nhà. Thiết Đầu phải nhờ tới thằng cháu ngoại đít song của mình tẩm quất massage cho cả đêm để vơi đi nỗi sầu. Tuy nhiên giam ba cái nắm đấm thì sao có thể làm lão già này chịu thua được. Sáng hôm sau, Thiết Đầu nhân cơ hội anh chàng Hạo Nam đi làm về thì liền ôm chân ăn vạ, chuyển từ chai sang gạch đá xem con nợ có trả hay không. Tôi sẽ chết cho cậu xem. Có điều Hạo Nam bị ép đến đường cùng còn cứng hơn ông, tôi cũng sẽ chết cho ông xem. Cái gì, cậu cũng đã luyện Thiết Đầu công sao? Đúng là vào quýt dày thì có bộ neo nhọn. Thiết Đầu hết cách cũng đành bỏ đi. Tuy nhiên ông không biết được rằng anh chàng này không phải là người chày bừa. Hạo Nam đã vay tiền để cứu công ty khi làm ăn thua lỗ, nhưng do lãi quá cao nên không kịp trả. 6 vạn tệ hôm trước anh ta đưa cho Thiết Đầu cũng là tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho con khiến trong nhà chẳng còn một xu. Mẹ thì đau lòng, vợ thì trách mắng khiến Hạo Nam chẳng còn đường lui. Ngày hôm sau, đang lúc bế tắc thì bất ngờ trưởng môn dẫn theo sư đệ và sư muội đến chơi, thấy trong nhà toàn đồ quý giá đắt tiền, còn có cả rượu ngon và thuốc tốt thì biết rằng có điều gì đó sai sai. Không còn cách nào khác, Thiết Đầu lúc này cũng đành nói ra mọi chuyện rằng đã dùng Thiết Đầu công để đi đòi nợ. Trưởng môn nghe xong thì liền chửi ông là kẻ đổi bại, võ công là để rèn luyện sức khỏe, giúp đỡ kẻ yếu chứ không phải mang đi kiếm tiền. Thiết Đầu thấy vậy thì liền lấy hết số tiền mình kiếm được ra, ai thèm mấy đồng tiền bẩn. Cả ba nhìn thấy thì mắt sáng như đèn pha ô tô, nói rằng đòi nợ giúp người là một việc tốt cần làm, tôi cũng muốn gia nhập cùng ông. Trưởng môn còn quyết định thành lập binh đoàn thơ nụ cùng 4 thành viên để hành hiệp trượng nghĩa hỏa tốc. Vậy là trên giang hồ có một băng đảng đòi nợ toàn người già đã ra đời, khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Thiết Đầu là cao thủ thì sư đệ và sư muội của ông cũng không hề kém cạnh. Sư đệ Doãn Chí Bình đã khổ luyện thiết hàng công 60 năm nay khiến họa mi cũng đã hóa bê tông vô cùng cứng rắn, gậy như ý của Tôn Ngộ Không đối đầu xem chừng cũng phải chào thua. Nhị sư muội cô lại càng lợi hại hơn, đã khổ luyện 65 năm tuyệt kỹ sư tử giống, chỉ cần mở cái mồm thối ra đã khiến người khác đau đầu nhức óc như sấm đánh bên tay. Duy chỉ có trưởng môn là không hề biết võ, nhưng hôm ấy lại có tài diễn xuất vô cùng ăn khớp với ba đồ đệ còn lại. Khi đi đòi nợ, bọn họ gài bẫy tạo nên một màn diễn kịch trước mặt nạn nhân. Doãn Chí Bình giả vờ làm người nợ tiền,
sau đó dùng chú họa mi của mình đối đầu búa tạ ngàn cân, đại sư huynh cũng chẳng hề nương chân. Trông thấy cảnh này, con nợ toát hết cả mồ hôi háng, run rẩy lẩy bẩy đành phải trả tiền. Được sự trợ giúp của cả ba người, chẳng phải việc đòi nợ của Thiết Đầu nay đã trở nên dễ như cơm bữa sau. Lập tức, Thiết Đầu dẫn trưởng môn cùng hai sư đệ tới nhà của anh chàng Hạo Nam, người đang nợ 30 vạn tệ còn chưa trả nốt. Nhìn thấy trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá, trưởng môn liền bảo cậu ta hay là bán căn nhà này. Tuy nhiên Hạo Nam nói rằng căn nhà này là của mẹ tôi, nếu như ai mà động đến tôi sẽ chết cùng các người cho mà xem. Thiết Đầu liền giao nhiệm vụ cao cả này cho nhị sư muội cô. Sau màn dạo đầu, lập tức thần công sư tử gầm được tung ra, trả tiền, trả tiền, trả tiền, trả tiền, trả tiền. Hạo Nam cứ tưởng bà già này mới bị thần kinh, nhưng ai dè tuyệt kỹ này lại vô cùng uy lực. Bà lão niệm từ sáng tới tối, từ tối tới đêm, rồi lại từ đêm tới sáng. Bất cứ nơi nào và bất cứ nơi đâu, bà vẫn bám dai như âm hồn bất tán, khiến cho Hạo Nam như sắp long óc ra khỏi đầu. Ba người còn lại thì thay nhau tiếp tế thức ăn để mong nhanh giành chiến thắng. Cô vợ không chịu được nữa thì mắng chửi anh ta là thằng vô tích sự và đòi chia tay. Mẹ của Hạo Nam không còn cách nào khác, cũng đành phải lấy sổ đỏ đưa cho hai vợ chồng mang đi bán. Hạo Nam bất lực chỉ biết nước mắt chảy thành sông, vô cùng thương xót. Bé con hỏi bố, bán nhà thì con ở đâu? Hạo Nam cay đắng nói rằng, chẳng phải con thích đi cắm trại sao? Lần này bố cho con một tour vô thời hạn, cả nhà chìm trong nước mũi mà Thiết Đầu không hề hay biết. Vậy là con nợ dai nhất họ cuối cùng cũng đã đòi được. Điều này khiến tên trùng Toto và thằng đại ca chó ghẻ cùng mọi người vô cùng kinh ngạc. Ngay lập tức, tên trùng cho địa vị của Thiết Đầu lên một tầm cao mới. Từ nay ông sẽ là đại ca, tất cả anh em đều phải nghe lệnh của ông. Kể từ đó, binh đoàn bốn người già neo đơn đi đòi nợ thuê càng làm càng hăng, không những thế còn có một đám đàn em trong tay, vậy nên thơ nụ càng ngày càng thuận lợi. Rất nhanh sau đó, ai cũng khoác lên mình một chiếc áo lông chồn của tỷ phú hạng sang, đi chợ cũng vô cùng ngang tàng hống hách, xúc xích thì cả dây, gà cả con hay chân giò thì cả chiếc, con nợ dù có cứng đầu cứng cổ tới mấy thì cũng phải nôn tiền ra để trả. Biết rằng võ công nay đã trở thành một chiếc cần câu cơm vô cùng lợi hại, vậy nên việc tập luyện hàng ngày thì chẳng thể nào xem nhẹ. Không những thế, ba người còn truyền lại cho lũ đàn em những tuyệt kỹ của mình để phục vụ cho sự nghiệp đòi nợ thuê được tốt hơn. Cứ thế bốn người kiếm được rất nhiều tiền mà tiêu hoài chẳng hết. Đến ngày sinh nhật của Thiết Đầu, con gái và con rể mua cho ông một chiếc bánh mini. Ai dè tới nơi, các anh em đã tổ chức cho ông một bữa tiệc linh đình sang trọng. Gái đẹp thì hàng container, nhạc hay thì đập hết nấc. Chứng kiến cảnh này, cô con gái cứ tưởng Thiết Đầu đi vay nặng lãi để tỏ vẻ ra oai. Sư đệ Doãn Chí Bình nhìn mấy em chân dài tới nách thì vô cùng căm phẫn. Ông hận năm xưa tại sao sư phụ lại truyền cho mình thiết hàng công để giờ họa mi không còn hot. Với thành tích vừa doanh thu gấp 200 lần những tháng trước đó, ông chủ tập đoàn lập tức muốn tìm gặp Thiết Đầu để chút bầu tâm sự. Lên chiếc G63 phiên bản Mao Trạch Tây, ai nấy đều nhìn theo hết lòng ngưỡng mộ. Trên xe, tên chủ tịch bốn mắt khen bọn họ rất có năng lực và hỏi rằng, vậy ước mơ của bốn vị anh hùng là gì? Trưởng môn đại diện đã bốn chữ vàng năm xưa, hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp muôn dân. Hắn nói rằng, mỗi người đều có một ước mơ và chúng ta đang giúp họ thực hiện điều đó. Mà muốn hoàn thành được ước mơ thì phải cần tiền, chúng ta cho họ vay tiền là đang làm một việc tốt. Thiết Đầu nghe tới đây cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, tuy nhiên ông già rồi khiến việc nhảy số hơi chậm nên không thể nhận ra. Ngày hôm sau, cháu ghẻ dẫn đàn em tới trường học để đòi nợ một cô bé. Với lãi suất cắt cổ, vay 1 vạn tệ nay đã lên 10 vạn tệ chỉ sau vài ngày. Chú ơi, cháu không có tiền. Không có tiền mà còn đua đòi mua iPhone 14 Pro Max màu hường làm gì cơ chứ? Nhìn thấy bọn chúng tra tấn chú họa mi tàn tật của Doãn Chí Bình một trận thừa sống thiếu chết, cô bé bị dọa cho sợ mất mật chẳng nói nên lời. Lúc này cháu ghẻ mới nói rằng, không có tiền thì làm cho chú một việc. Cô gái sợ hãi liền gật đầu như bồ củi, lập tức đồng ý. Chứng kiến cảnh này, Thiết Đầu không khỏi nảy sinh nghi ngờ rằng thằng cháu ghẻ là kẻ có dã tâm thâm độc, chắc chắn hắn sẽ bắt cô bé làm điều gì đó xấu xa để trả nợ. Để làm sáng tỏ việc này, ông liền tìm tới anh con dê của mình ở sở cảnh sát, nói rằng mấy công ty thu nợ hoạt động ra sao. Sau khi nghe con dê nói bọn chúng đi lừa người dân cho vay với lãi suất cắt cổ để chuộc lợi thì ông đã hiểu ra mọi chuyện. Thiết Đầu không ngờ rằng mình đã tiếp tay cho kẻ xấu, đầu hai thử tóc lại bị mấy thằng trẻ danh nó lừa. Ông cảm thấy hổ thẹn với sư phụ và idol Lý Tiểu Long của mình. Đã lâu không còn thấy thằng cháu ngoại sang chơi, Thiết Đầu liền tìm tới nhà cô con gái Tiểu Bạch, hỏi ra mới biết hai vợ chồng đã biết hết mọi chuyện. Hơn nữa do ông bận đi thơ nụ không trông thằng cháu nên Tiểu Bạch đã phải bỏ việc ở nhà trông con. Thấy vậy, Thiết Đầu liền đưa cho cô con gái toàn bộ số tiền mà mình đã kiếm được để hai vợ chồng mua một căn nhà mới. Tuy nhiên Tiểu Bạch đã ném thẳng chiếc thẻ mà không thèm nhận một xu. Cô tức giận nói rằng, cha già rồi cũng nên biết chuyện gì đúng chuyện gì sai, chồng con thì là cảnh sát, thử hỏi rằng còn mặt mũi nào nhìn mọi người hay không. Nói xong, Tiểu Bạch đóng cửa cái dầm một phát như hắt một gáo nước lạnh vào đầu người cha già tội nghiệp. Thiết Đầu cảm thấy vô cùng chán nản, ông gọi mấy huynh đệ đánh siêu xe ra đón thằng cháu đít nồi đi chơi một hồi cho khuây khỏa. Tâm trạng không tốt, tên trùng Toto gọi điện ông cũng chẳng thèm nghe. Thiết Đầu muốn chuyến đi này sẽ bù đắp những thiệt thòi cho thằng cháu ngoại mà thời gian qua ông đã không để ý tới. Năm người cứ như một gia đình vui vẻ bên nhau mà quên hết âu lo. Đúng là có tiền vào nó khác bọt hẳn, tuy nhiên đó cũng chỉ là cuộc sống tranh sản trước mắt, còn phía sau vẫn là cả biển rộng bao la mà chẳng ai lường trước được. Ở phía bên kia, chó ghẻ đã ép cô gái trẻ về đại bản doanh. Hắn nói rằng một là chụp ảnh khỏa thân thì số nợ sẽ không cần trả, hai là đi làm tay vịn ở quán karaoke trong 3 tháng. Cô bé khóc lóc van xin nhưng hoàn toàn vô dụng. Cậu thanh niên hoi A Báo thấy vậy thì chẳng thể chống mắt đứng nhìn. Cậu ta đã luyện được một chút thiết đầu công của sư phụ nên xem chừng không sợ lũ này nên kéo cô bé bỏ chạy.
Tuy nhiên cậu lại chưa luyện bộ môn răng hàm mặt nên lập tức bị đấm vỡ quai hàm. Chó ghẻ nói, mày luyện thất đầu công thành đầu bã đậu luôn à, sao mà ngu thế hả? Không tìm được lão già về đây thì tao băm mày thành trăm mảnh rồi vất cho chó nó nhai. Cuối cùng cô gái cũng bị bọn chúng bắt cởi đồ chụp ảnh khỏa thân để bán cho các đại gia bệnh hoạn lấy xiền. A Báo không còn cách nào khác, liền chạy đi tìm sư phụ Thiết Đầu cầu cứu. Ở phía bên kia, Thiết Đầu cùng mọi người đang đi dạo biển đêm thì gặp hai bà cháu lang thang đầu đường xó chợ. Thì ra đây chính là mẹ và con gái của anh chàng Hạo Nam, người đã phải bán nhà để trả nợ cho Thiết Đầu nên nay mới ra nông nỗi này. Nhìn thấy bốn người, bà ta đau khổ chửi rằng, các người hại nhà tôi ra nông nỗi này thì đã hài lòng chưa? Bố của đứa trẻ vì kiếm tiền mua thuốc cho tôi đã đi ăn cắp rồi phải bóc lịch trong tù, còn mẹ nó thì bỏ đi với người khác. Một gia đình hạnh phúc nay chỉ còn hai bà cháu đơn côi. Nghe những lời cay đắng này, Thiết Đầu cùng mọi người chỉ biết chết lặng. Ông bảo anh em đưa cho bà lão ít tiền nhưng cũng liền bị ném thẳng mặt rồi đuổi tất cả cút đi. Thằng cháu Đít Tôn chứng kiến thì không tin rằng ông mình là kẻ xấu, cứ ngỡ Thiết Đầu là đại anh hùng luyện võ cùng Lý Tiểu Long, ai dè lại là anh thơ nụ. Cô bé con chửi mắng khiến cậu bé tức giận cầm chai tiến lại phang. Thiết Đầu lao tới cản thì ăn trọn không trượt phát nào. Tuy nhiên lần này đầu ông đã chảy máu. Thiết Đầu công 3 năm tu luyện này đã không còn như xưa. Trời bỗng đổ cơn mưa báo hiệu điềm chẳng lành sắp tới. Ai cũng cảm thấy ân hận với những việc mình đã làm. Tiền tài danh vọng xem chừng đã xóa nhòa nghĩa khí của người luyện võ năm xưa. Ngày hôm sau Thiết Đầu họp bàn với anh em xem chừng việc bắt người ta có nợ thì phải trả đã không còn là trượng nghĩa nữa rồi. Bỗng dưng lúc này thanh niên A Báo đã tìm thấy mọi người. Anh ta nói với Thiết Đầu rằng thằng chó kể đã cho cô bé học sinh hôm trước rơi vào chồng. Bọn chúng bắt cô ấy chụp ảnh khỏa thân và đi làm lan can tay vịn. Con mà luyện cung phu giỏi như sư phụ thì đã đập mấy thằng này nát gáo rồi cũng nên. Lão Thiết nghe tới đây thì cảm thấy vô cùng ân hận. Tất cả mọi chuyện đều do ông mà ra. Nhớ lại năm xưa trước lúc lâm chung, sư phụ đã dặn ba người phải luôn ghi nhớ 8 chữ vàng. Vậy mà giờ đây ông lại làm trái lương tâm. Biết mình giờ đây cần phải làm gì, Thiết Đầu cùng mọi người lập tức hành động. Trước khi rời đi, ông đã để lại một chiếc thẻ tín dụng trong đó có toàn bộ số tiền mà cả nhóm tích góp được cho hai bà cháu lang thang mà mình đã vô tình hãm hại, cùng với đó là một lá thư thay lời xin lỗi từ tận đáy lòng của ông. Mặc dù mọi chuyện đã quá muộn nhưng nó cũng khiến cho ông vơi đi nỗi lòng, lập tức quay về tìm thằng chủ tịch, hắn đuổi hết đàn em ra ngoài để hai người tâm sự mỏng. Ông tức giận chửi với hắn một hồi rằng không bằng loài cầm thú, làm chuyện trái với luân thường đạo lý. Tên bốn mắt vẫn cứng đầu nói rằng, tôi thỏa mãn ước mơ của họ, được mua iPhone, được mua đồ hiệu, họ tự nguyện tới vay tiền của tôi, có nợ thì phải trả chứ tôi nào có ép ai. Hắn nói đến đây thì Thiết Đầu cũng ra mạc lời, ông nói rằng, từ nay tao không làm cho mày nữa. Hắn lật bài cười đều và nói rằng, ông già, chỗ này không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Để ép Thiết Đầu tiếp tục đi đòi nợ thuê, hắn ta đã bắt cóc thằng cháu ngoại của ông làm con tin. Nhận được tin này, Thiết Đầu chạy ra tới ngoài thì thấy A Báo đã bị bọn chúng đấm cho thành người có máu mặt. Hắn gọi điện nói rằng, ông bán mạng cho tôi, đổi lại cháu ông sẽ được an toàn. Thằng chó đẻ, tao giết mày. Đúng lúc này con gái lại gọi điện hỏi ông sao chưa đưa cháu về. Thiết Đầu đành nói dối rồi lập tức lên kế hoạch giải cứu con tin. Bốn người luyện võ bao nhiêu năm qua nay đã đến lúc sử dụng súng ống để báo thù. Người nào cũng trang bị hàng nóng tới tận răng, quyết một phen sống còn với bọn chúng. Ngay lập tức xông vào hang ổ của bọn này để đòi người. Thả cháu tao ra không ăn đòn, thằng nào nhúc nhích tao bán cho dụng răng ăn cháu. Tên bốn mắt nhìn thấy toàn hàng khủng thì đã rén, lập tức bảo thằng đàn em chó ghẻ thả người ngay. Thiết Đầu thấy thằng cháu Đít Tôn đã chạy ra ngoài thì lập tức ra lệnh rút lui, đánh bài chuồn là thượng sách. Tưởng chừng kế hoạch ngon ăn, ai dè súng của cô quên chưa tháo pin nên liền gây ra tiếng kêu. Thì ra tất cả hàng nóng toàn đồ chơi trẻ con mà Thiết Đầu đã lấy ở tiệm tạp hóa. Cái chết tiệt gì thế này, thôi chết lộ rồi, tình thế ngàn cân treo sợi lông chân. Thiết Đầu cùng anh em đành phải dùng mấy miếng võ của mình ra nhưng xem chừng cũng chẳng ăn thua. Nhị sư muội còn chưa kịp hết thì đã bị bịt miệng. Doãn Chí Bình oai phong quát, chúng mày chán sống rồi sao, tôi già rồi xin hãy nhẹ tay. Lập tức bọn chúng nắn chỉnh xương khớp cho bốn người biết thế nào là lễ hội. Thằng chó ghẻ đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Luyện Thiết Đầu công thì hắn sút vào họa mi rồi khuyến mại cho vài phát tát. Luyện Thiết Hàng công thì hắn cho cái chai vào đầu. Riêng trưởng môn không luyện võ thì hắn tặng cho combo cả hai cho nó khoái. Thằng bốn mắt lúc này mới quyết định chơi một trò chơi với bọn họ. Hắn muốn Thiết Đầu một là tự tay cầm máy quay ghi lại video khỏa thân của một cô cháu gái thì mọi chuyện sẽ cho qua. Hai là sử dụng Thiết Đầu công để đỡ đạn. Nếu như đỡ được thì sẽ thả mọi người đi. Còn không đỡ được thì lên bàn thờ bốc xuôi cả lũ. Thấy bọn chúng ép buộc một ông già, cô cháu gái nói rằng, ông cứ chụp đi. Thiết Đầu xông đến cho 5 ngón tay đi tìm má rồi đập phá máy quay. Tôi luyện Thiết Đầu công cả đời và chỉ đợi ngày hôm nay. Ra tay đi, chỗ này nhiều máu này. Ai nhìn vào cũng đều đau đớn. Doãn Chí Bình nói, huynh cứ yên tâm ra đi, ở đây còn đệ, ở đây cũng còn muội sẽ lo cho trưởng môn. Mong kiếp sau tôi vẫn sẽ là trưởng môn của ba người. Thằng bốn mắt không muốn xem kịch thêm nữa, liền ra lệnh cho chó ghẻ bóc cò. Hắn định ra tay thì đúng lúc này chính nghĩa từ trên trời rơi xuống. Mấy anh cảnh chẳng biết từ đâu xuất hiện như những vị thần vô cùng dũng mãnh, hạ gục toàn bộ lũ du côn. Con vợ của thằng Toto có bộ loa siêu khủng định trà trộn làm nạn nhân, nhưng vải thưa sao có thể che được mắt thánh. Thì ra anh con dê đã âm thầm theo dõi và lên kế hoạch từ lâu. Bốn mắt cùng thằng đàn em đang định chim cút cao chạy ra bay thì bất ngờ anh béo quét rác xuất hiện.
anh chính là người dọn vệ sinh ở khu nhà của Thiết Đầu và thường cho ông ve chay. Thì ra đây mới chính là cao thủ đầu mưng mù ẩn thân mà không ai ngờ tới. Bốn mắt móc súng ra bắn nhưng cũng chẳng xi nhê. Thằng đàn em của hắn ta thấy vậy cũng lập tức xông lên. Hắn ta cũng có võ công không phải dạng khổ vừa nên liền xuất chiêu như vũ bão. Thấy tay không chẳng động được vào một cọng lông của anh béo, hắn ta liền rút một thanh đao ra chém lấy chém để nhưng cũng chẳng xi nhê. Cuối cùng bị đạp cho bay xa 30 mét. Anh béo di chuyển như mây bay nước chảy, chiêu thức thì như mãnh hổ sổng chuồng, chỉ cần một cây chổi cùn cũng đủ để đánh cho thằng này tơi bời khói lửa. Anh nói, võ công không phải để đánh nhau, vậy sao anh đánh tôi ác vậy? Cảnh sát lúc này cũng đã ập đến, anh béo đuổi theo tên bốn mắt, hắn ta định bóp cò nhưng anh béo quá nhanh đã né được đạn và khống chế được hắn ta. Ngay lập tức mấy anh cảnh đã đến bế đi. Thiết Đầu cùng mọi người chứng kiến thì không ngờ rằng anh béo lại có võ công lợi hại đến thế. Trưởng môn nói rằng, mấy người nhìn đi, đã thấy hổ thẹn chưa? Có võ công giỏi như anh ta thì đòi nợ đâu cần vất vả đến thế. Sai, võ công không dùng để đòi nợ, mà dùng để... Tôi ra đây. Thiết Đầu cũng đã nhận ra rằng võ công là để quét hết những thứ rác rưởi ra khỏi thế gian này. Cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc, mọi người từ đó về sau sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, nghèo tiền nhưng giàu tình cảm. Thiết Đầu cũng đã nhận A Báo làm đệ tử để truyền cho Thiết Đầu công và ông cũng đã dọn về ở cùng cô con gái. Qua bộ phim cho chúng ta thấy, đừng vì sĩ diện hão với bạn bè mà ăn tiêu quá mức dẫn đến đi vay nặng lãi, nếu không phía sau sẽ là vực sâu vạn trượng. Bên cạnh đó, có vay thì phải có trả, dám làm thì phải dám chịu, nhưng nếu vay thì hãy vay ngân hàng chứ đừng đụng vào cho vay nặng lãi, còn không thì hãy vay mọt nhưng mà chỉ giàu tình cảm mà thôi nha. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi, tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you, Pak Pak. Bye bye.